Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1018-1019 Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, liền khôi phục lại hậu kỳ võ đế tu vi, lúc trước cái kia hai cái dị ma tộc người đã từng cũng là trung vị ma quân cấp bậc tồn tại, linh hồn của bọn chúng lực tự nhiên mạnh đáng sợ, đối với ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ mà nói thuộc về đại bổ, đại nhân, ngươi đây là, hữu dị ma quân nhìn xem trong nháy mắt bị chém giết hai gã khác dị ma tộc cường giả. Trung lẫy 7 Trung rễ nói, ứng phó phiêu miểu cung nhân, có người một cái đầy đủ, ta nhưng không có nhiều như vậy tinh lực, đi nô dịch quá nhiều người không quan trọng. Tần Trần nhàn nhạt nói câu, hủ dị ma quân đầu nhoáng một cái, hai mắt có chút choáng, người không quan trọng, mới vừa rồi bị giết chết hai cái dị ma tộc người đều là hậu kỳ võ đế cấp bậc cường giả A. Phóng tới thiên vũ đại lục, đây tuyệt đối là cự phách cấp bậc tồn tại, nhưng tại Tần Trần trong mắt, vậy mà liền đã biến thành người không quan trọng cái nhân tộc này tiểu tử muốn hay không như thế hổ, có thế nó không dám phản bác, chỉ là cúi đầu, chỉ sợ tần trần cũng đối với nó ra tay, cũng may tần trần cũng không có làm như vậy, mà là đồng tử co rụt lại. mi tâm chỗ, một đạo hư vô đồng tử mở ra, ông một tiếng, một cổ vô hình linh hồn ba động trong nháy mắt tiến vào hủ dị ma quân trong đầu, cấp tốc hóa thành một cái cấm chế rơi xuống, là linh hồn cấm chế. hủ dị ma quân cảm thấy run lên, không có phản kháng nhưng đáy mắt, nhưng là lướt qua một tia hàng mang, dưới cái nhìn của nó, Tần Trần vừa mới đột phá chính thiên vũ đế. Mặc dù tu vi cường hãn, nhưng linh hồn tạo nghệ chưa hẳn thật có bọn chúng những thứ này dị ma tộc người mạnh, đợi lát nữa nó có thể làm bộ bị nô dịch, chờ đối phương buông lỏng cảnh giác, lại nghĩ biện pháp thoát đi, có thể không bị nô dịch, tự nhiên không có người nguyện ý bị nô dịch, có thể chờ hữu dị ma quân cảm nhận được cái kia một cổ cấm chế lực lượng thời điểm, sắc mặt của nó lập tức thay đổi bởi vì đừng nói hắn không đi phản kháng cổ này linh hồn cấm chế sức mạnh thật là đáng sợ liền xem như nó muốn phản kháng cũng căn bản không phản kháng được đáng sợ hơn là cổ này linh hồn cấm chế sử dụng thủ pháp lại có bộ phận là bọn chúng dị ma tộc thủ pháp cấm chế hủ dị ma quân hít một hơi lãnh khí triệt để không còn tâm tư phản kháng thôi cũng may trên người người này có kim sắc lip sớm muộn cũng sẽ bị ta dị ma tộc nô dịch có lẽ đợi đến một ngày kia, ta mới có thể khôi phục tự do A, à, thở dài. Hữu dị ma quân cũng lười phản kháng, tùy ý tầng trần linh hồn tấm chế rơi xuống. Một lát sau, chủ nhân, hữu dị ma quân biểu lộ phút chốc trở nên vô cùng cung kính. Nó đứng lên, cả người hoàn toàn thần phục tần trần. Trở thành nô bộc của hắn, chủ nhân, những người này làm sao bây giờ? Sau đó, ma tạp lạp nhìn về phía đại trưởng lão bọn người, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ cừu gia tổ địa chỉ còn lại có mười mấy tên võ đế cường giả, không một cũng là cừu gia dòng chính, trong đó lấy đại trưởng lão cùng một cái lão già cầm đầu, còn dư lại cũng đều là trung kỳ võ đế cường giả. Lệnh Tần Trần bất ngờ là, hút mọc lên ở phương đông bọn người thế mà cũng không vẫn lạc, nhặt về một cái cái mạng, nhưng bây giờ tất cả đều tấn công nhìn lại, đại nhân, chúng ta cũng là bất đắc dĩ a. À. Đại trưởng lão máu me khắp người, mặt lộ vẻ sợ hãi, Phốc thông một tiếng quỳ xuống, hướng về phía cơ như trăng cùng cơ hồng trần khóc thúc thích nói, như trăng. Hồng trần, xem ở chúng ta cũng là cừu gia đệ tử phân thượng, tha chúng ta đi. Tần trần lộ ra một tia chán ghét, đường đường hậu kỳ võ đế, vì mạng sống đã vậy còn quá dứt khoát quỳ xuống, chẳng lẽ không cảm thấy mặt của hồng sao, thiết ngư huynh, ta sai rồi, tha cho ta đi. Húc mọc lên ở phương đông cũng quỳ trên mặt đất, hoảng sợ nói, người chính là như vậy nhưng một người cùng hắn không kém nhiều cạnh tranh với nhau thời điểm hắn có thể biểu hiện ra trước nay chưa có địch ý nhưng khi cùng là một người có thế trưởng khống hắn sinh tử cùng vận mạng thời điểm lại ngược lại sẽ trở nên nịnh nọt trở nên nô tính hoàn toàn không có một điểm địch ý bất đắc dĩ cơ như trăng lạnh giọng nói chẳng lẽ còn có người buộc các ngươi làm như vậy sao xem các ngươi một chút đều đưa cừu da biến thành hình dáng ra sao như trăng chúng ta cũng không muốn, không tin ngươi hỏi Hồng Trần, đây đều là lão tổ phân phó, chúng ta căn bản không dám không theo a, à. hơn nữa, những cái kia dị ma tộc người đang trong thân thể của chúng ta gieo sinh tử hồn phù, mỗi cách một đoạn thời gian, chúng ta liền muốn tiếp nhận một lần tẩy lễ, bằng không sẽ đau đến không muốn sống. Không chỉ có là chúng ta, bao quát phụ thân của ngươi, chỉ cần là Cừu gia đột phá võ đế dòng chính, đều sẽ bị gieo xuống sinh tử hồn phù, căn bản không phản kháng được đại trưởng lão kêu rên nói, sinh tử hồn phù. Tần trần nhíu mày, tần trần tiểu tử, thân thể bọn họ bên trong thật có sinh tử hồn phù, sinh tử hồn phù chính là dị ma tộc người khống chế cái khác loại vật một loại thủ đoạn. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền muốn áp chế một lần, bằng không, một khi hồn phù phát tác, sẽ đau đến không muốn sống, linh hồn phải thừa nhận 77-49 ngày tế luyện mà chết, là dị ma tộc một loại cực kỳ tàn nhẫn luyện hồn thủ pháp mèo muôn lớn âm thanh vang lên tới, tần trần tinh thần lực đảo qua, quả nhiên tại đại trưởng lão đám người trong linh hồn phát hiện một đạo quỷ dị hồn phù. Những thứ này hồn phù ẩn chứa khí tức đáng sợ, mỗi một đạo đều cực kỳ phức tạp, nhưng tần trần đều có chút hoa mắt, 10 phần tinh diệu, hơn nữa, tần trần còn phát hiện những thứ này hồn phù phá giải hết sức khó khăn, tự hồ cần một loại nào đó chìa khóa một dạng đồ vật, bằng không tùy tiện đi phá giải liền sẽ giống chấp pháp điện cường giả trong đầu những cái kia linh hồn cấm chế một dạng. Để cho người ta tại chỗ vẫn lạc, linh hồn chung vùi, mèo mung lớn, có biện pháp giải quyết sao? Tần trần cao mày nói, mèo mung lớn quét miệng nói, loại này hồn phù, loại trừ độ khó rất cao, một khi gieo xuống sau đó, ngoại trừ thi phù giả bên ngoài, bất kỳ người nào khác đụng vào, đều không thể giải khai, cho dù là tu vi cao siêu hơn người cũng giống vậy, bất quá, có lão nguyên tại lại khác biệt. Lão nguyên chính là viễn cổ nguyên thú, lực lượng của nó có thể dễ dàng hóa giải những thứ này sinh tử hồn phù. Loại kia ở dưới độ khó đâu? Tần Trần lại hỏi, mèo mung lớn rõ ràng biết Tần Trần đang suy nghĩ gì, cười nói, trồng xuống độ khó ngược lại là rất đơn giản, bất kể là ma tạp lạp vẫn là vĩnh dạ, cũng có thể nhẹ nhõm gieo xuống. Đây cũng là một biện pháp. Tần Trần gật đầu, hắn một mực đang nghĩ như thế nào đi khống chế cừu gia một nhóm người này, dùng diệt hồn ấn tự nhiên không được, cũng không phải nhân số quá nhiều, cường độ linh hồn không đủ, lấy tần trần bây giờ cường độ linh hồn, hoàn toàn có thể gieo xuống, nhưng dạng này quá hỗn tạp, gieo xuống quá nhiều diệt hồn ấn sẽ đối với tần trần linh hồn có chỗ quái nhiễu. Mặc dù cường độ không lớn, nhưng tần trần cũng không muốn ở nơi này bên trên lãng phí tinh lực mà sinh tử hồn phù ngược lại là mở cho hắn thải một cái mới tinh thông đạo kế tiếp lão nguyên liền bắt đầu giải trừ những người này trong đầu sinh tử hồn phù sau đó tần trần lại để cho ma tạp lạp cùng khô lâu đà chủ một lần nữa gieo một đạo sinh tử hồn phù từ đó cừu gia tất cả cường giả sinh tử tất cả đều nắm trong tay tần trần trong tay của bọn hắn hơn nữa nhường phiêu miễu cung nhân tới kiểm tra cũng sẽ không nhìn ra vấn đề gì từ hôm nay trở đi, như trăng chính là cừu gia tân nhiệm gia chủ, ta muốn hẳn là không người có ý kiến A. À. Tần trần trực tiếp hướng về phía tràng thượng tất. Đại trưởng lão bọn hắn cười khổ, ai đây còn có ý kiến, không nói trước tính mạng của bọn hắn đều trưởng khống tại tần trần trong tay của bọn hắn, chỉ là như trăng thu được liễu cơ gia cấm địa truyền thừa, có thể điều khiển toàn bộ tổ địa cấm chế, cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh, hơn nữa, Tần trần lai lịch thập phần thần bí, lại thêm cơ như Nguyệt Thiên Phú. Cựu gia tương lai, chưa hẳn sẽ không tốt hơn, loại thời điểm này, đại trưởng lão bọn hắn há lại dám phản đối cơ như Nguyệt cùng tần trần, chúng ta gặp qua gia chủ. Lập tức, đại trưởng lão bọn hắn líp nha líp nhíp quỳ xuống, nhìn xem phía dưới kia rất nhiều cựu gia đệ tử, như trăng trên mặt có chút hốt hoảng, trần thiểu, ta, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình có thể làm cựu gia gia chủ giấc mộng của nàng cũng không tại này, như trăng, ngươi mặc dù đảm nhiệm liễu cơ gia gia chủ, nhưng chưa hẳn tất cả mọi chuyện đều cần ngươi tới xử lý, hơn nữa, ngươi được đến liễu cơ gia tổ tiên truyền thừa, cựu gia tương lai, lẽ ra phải do ngươi tới dẫn dắt, không phải vậy, ngươi nghĩ nhìn xem cựu gia nhiều người như vậy, trong loạn thế này bị hủy diệt sao? Tần Trần mở miệng nói, hắn hiểu được như trăng tâm ý, nhưng cái này cũng là như trăng trách nhiệm, cựu gia tương lai muốn phát triển, muốn cùng phiêu miểu cung đối kháng, nhất định phải có cơ như nguyệt tới trưởng quản, ta hiểu được. Cơ như nguyệt hít sâu một hơi, nhìn phía dưới cái kia quỳ rạp trên đất rất nhiều cừu gia đệ tử, trong lòng không rõ hiện ra một cái cổ hào khí, năng lực càng lớn. Trách nhiệm càng nhiều, giờ khắc này, nàng thật sâu minh bạch hàm nghĩa câu nói này, hơn nữa, cơ như nguyệt mắt nhìn tần trần, nàng biết. Tần Trần cùng phiêu miễu cung ở giữa có thể có một đoạn thù hận, trước đó nàng chỉ là cừu gia một cái đệ tử bình thường chưa hẳn có thể giúp đến tầng trần bao nhiêu mà một khi trở thành cơ gia gia chủ nàng sẽ có hiệu lệnh toàn bộ cừu gia năng lực chỉ có dạng này nàng mới có thể càng nhiều đến giúp tầng trần cho dù là vì tầng trần nàng cũng muốn đem cừu gia phát dương quan đại đều đứng lên đi cơ như nguyệt đạm mạc nói trên mặt của nàng khôi phục cao ngạo một loại nữ đế khí thế khoan thai mà ra nhưng đại trưởng lão bọn người từ nội tâm chỗ sâu không tự chủ được thần phục bọn hắn cũng rất kỳ quái tại sao mình lại có cảm giác như vậy liền cơ như nguyệt mình cũng không biết nàng được đến liễu cơ gia truyền thừa sau đó tại huyết mạch áp bách bên trên bản năng sẽ để cho cừu gia tất cả thiên tài nghe theo nàng hiệu lệnh bởi vì khi trước một hồi đại chiến toàn bộ cừu gia tổ địa một mảnh hỗn độn kế tiếp tại cơ như nguyệt hiệu lệnh phía dưới đám người nhao nhao bắt đầu chuyển động bắt đầu chỉnh đốn cừu gia tổ địa đồng thời mặc dù thu phục liễu cơ gia tất cả mọi người nhưng tần trần minh bạch muốn triệt để chưởng khống cừu gia còn rất nhiều chuyện muốn làm đặc biệt là cừu gia bên ngoài còn có rất nhiều thế lực cùng với tại chấp pháp điện bên trong còn có không ít cường giả trong này quan hệ cần tinh tế làm rõ hơn nữa cừu gia bước kế tiếp động tác cũng cần phải cấp tốc an bài tốt vì thế có đại trưởng lão cùng cơ hồng trần hỗ trợ Tần Trần cùng Như Trăng cũng không cần quá mức bận rộn, vận khí không tệ chính là cơ như ngày bọn người phía trước trốn ở tổ địa trong pháo đài cổ, cũng chưa từng vẫn lạc, mỗi cái đều là không việc gì, cái này khiến Tần Trần nhẹ nhàng thở ra, cơ như ngày dù sao cũng là Như Trăng mỗi cái. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, Tần Trần cũng sẽ có chút tự trách, bất quá vì phòng ngừa phong thanh để lộ, trong đầu của bọn họ tự nhiên cũng bị gieo sinh tử hồn phù, cái này tự nhiên là không thể tiết kiệm đối kháng phiêu miễu cung bực này quái vật khổng lồ tự nhiên không thể có bất kỳ buông lỏng màu đen trong pháo đài cổ bây giờ tần trần đang cùng mèo muôn lớn bọn người ở tại cùng một chỗ chủ nhân ngươi là không biết thuộc hạ lúc đó cái kia gọi nguy hiểm a à, lúc đó chấp pháp điện mấy đại cao thủ cùng vào ăn đi thuộc hạ kém một chút liền bị phát hiện nếu không phải là thuộc hạ giật mình chạy nhanh nói không chừng chỉ thấy không đến chủ nhân ngươi cô lâu đà chủ một bên giảng thuật tại nhất trọng thiên chuyện một bên tình cảm bắn ra vô cùng sung mãn được rồi được rồi vĩnh dạ ngươi cũng đừng tại nơi biên chuyện xưa ma tạp lạp vung tay lên mười phần khinh thường ma tạp lạp ngươi nói gì đây ta đây sao có thể gọi biên cố sự cô lâu đà chủ buồn bực không thôi cái này ma tạp lạp quá không đủ ý tứ chính mình đang hướng chủ nhân kể khổ đâu nhất định phải đánh gãy chính mình chẳng lẽ không đúng sao Ngươi đối phó bất quá là mấy cái chấp pháp điện phân bộ mà thôi. Cũng không phải đối phó chấp pháp điện tại nhất trọng thiên lớn nhất một chỗ doanh địa, chủ nhân A, ta nói với ngươi, thuộc hạ mới kêu khổ A, ma tạp lạp một bên khinh thường nói khô lâu đà chủ, một bên chính mình lại kêu đứng lên, thuộc hạ tấn công thế nhưng là chấp pháp điện tại nhất trọng thiên bên trong là tối trọng yếu một chỗ phân bộ, kém một chút liền không có mệnh trở về gặp chủ nhân ngươi. Ô ô ô, lão ma ta chết đi không sao, nhưng nếu là không thấy được chủ nhân, lão ma chính là làm quỷ cũng không sống yên ổn a. À. Tần Trần im lặng, ai nói dị ma tộc người ngay thẳng, một cái sau một cái có thể chứa thảm, không thèm để ý hai người, Tần Trần trực tiếp nhìn về phía mèo muôn lớn, mèo muôn lớn, ta bây giờ nhục thân có tính không là không lỗ hổng cảnh giới. Lít xích một mực là đè lên Tần Trần trong lòng một khối đá. Mà muốn thoát khỏi lít xích khống chế, linh hồn lực nhất thiết phải làm đến ly hồn cảnh giới. Mà muốn làm đến ly hồn, nhục thân nhất định phải trước tiên cần phải đạt đến không lỗ hổng cảnh giới, bất quá, bây giờ Tần Trần mặc dù nhục thân đột phá bất diệt thánh thể để bác trọng, nhưng hắn vẫn cũng không rõ ràng mình rốt cuộc có hay không bước vào không lỗ hổng cảnh giới. Ngươi! Mèo mung lớn nhìn chầm chầm Tần Trần phút chốc, sau đó lắc đầu, còn không có đâu. Còn không có! Tần Trần kinh ngạc, chính mình bất diệt thánh thể muốn tu luyện đến để bác trọng nếu luận mỗi về sức mạnh thân thể, đều tiếp cận đỉnh phong võ đế, lại còn không có đạt đến không lỗ hổng cảnh giới, cái kia phải lúc nào mới có thể đạt đến, chẳng lẽ muốn bất diệt thánh thể đột phá đệ cửu trọng sao? Tần trần trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn có thể đem bất diệt thánh thể tu luyện tới đệ bác trọng, đã phá vỡ thiên vũ đại lục tu luyện cái môn này công pháp võ giả ghi chép, cần phải nhường hắn đột phá đệ cửu trọng, hắn căn bản cũng không dám nghĩ tượng, dục thân đến rồi hắn hiện tại cái này cảnh giới, bất luận cái gì một tia đề thăng, đều đưa trở nên vô cùng gian khổ. Tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều, chờ hắn chân chính có thể đột phá đệ cửu trọng một ngày kia, e rằng Lipsip cũng sớm đã đem hắn đoạt xác, không lỗ hổng cảnh giới mặc dù bị xưng là không lỗ hổng cảnh giới, kỳ thực cũng không phải là chỉ chỉ cường độ thân thể. Mèo mung lớn chậm rãi nói, nếu luận mỗi về nhục thân cường độ, thân thể của ngươi đã đủ rồi nhưng ngươi bây giờ khiếm khuyết là dung hợp dung hợp tần trần nhíu mày không sai cái gọi là không lỗ hổng là chỉ huyết mạch cùng nhục thân ở giữa hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau lẫn nhau tạo thành một thể nhường nhục thân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thiếu hụt huyết mạch sức mạnh dung nhập vào thân thể mỗi một cái bộ vị đến trình độ này linh hồn mới có thể tràn ngập các vị trí cơ thể chân chính làm đến thần hồn ly thể theo lý thuyết không lỗ hổng cảnh giới, có thể để ngươi linh hồn dung nhập vào thân thể bất kỳ một cái nào tế bào, như thế, mới có thể tránh né lít xích đoạt xá. Mèo mung lớn giải thích nói, mà ngươi bây giờ, sức mạnh thân thể đã đủ rồi, nhưng mà huyết mạch chi lực, vẫn còn chỉ là ở vào trong huyết mạch, không thể dung nhập vào toàn thân. Tự nhiên không thể xem như không lỗ hổng cảnh giới. Đem huyết mạch chi lực tan lực toàn thân. Nhưng mỗi một cái tế bào đều có thể trở thành linh hồn vật dẫn. Quanh Trong đại sảnh, tần trần thôi động huyết mạch lực lượng, nếm thử nhường huyết mạch chi lực dung nhập toàn thân, lốc bốt, vô tận hủy diệt lôi quang phun trào, nhưng bất luận tần trần làm như thế nào, những thứ này lôi đình huyết mạch sức mạnh, cũng chỉ là ngắn ngủi xuất hiện ở các vị trí cơ thể mà thôi, một khi không chủ động tiến hành vận chuyển, sức mạnh sấm sét liền sẽ trong nháy mắt thu liễm. Một lần nữa trở lại trong huyết mạch, quá khó khăn. Một phen nếm thử sau đó, Tần Trần khổ tâm lắc đầu, cái gọi là huyết mạch chi lực, bản thân liền tồn tại tại trong huyết mạch, như muốn dung nhập vào trong nhục thân, cái này căn bản không là người bình thường có thể làm được, mèo mung lớn, chẳng lẽ không có cái gì khác biện pháp sao? Tần Trần nhíu mày vấn đạo. Biện pháp có rất nhiều, nhưng mỗi người lại đều không giống nhau, bất quá ta cảm giác huyết mạch lực lượng của ngươi mặc dù cường hãn, nhưng ngươi vẫn còn chưa từng chân chính lý giải đến tinh túy trong đó, không cách nào làm đến thu phóng tự nhiên, chờ lúc nào đó ngươi có thể hiểu được, mới có thể để cho huyết mạch chi lực chân chính dung nhập vào toàn thân, đến nỗi như thế nào để ý giải. Ta dạy không được ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Mèo mung lớn lắc đầu, lý giải huyết mạch tinh túy sao? Tần trần cười khổ, cái này ắt hẳn lại là một cái vô cùng chật vật quá trình, ít nhất, muốn trước đem chính mình huyết mạch chi lực tăng lên tới cực hạn, bằng không, Viết mạch chi lực đều chưa từng hoàn thiện, như thế nào đàm luận đi tìm hiểu, bất quá cũng may. Ít nhất có phương hướng, bây giờ thiếu sót duy nhất chính là thời gian. Tần Trần yên lặng thở dài, chính hắn thực lực đang nhanh chóng tăng lên đồng thời, lít xích tăng lên cũng vượt xa khỏi hắn dự đoán, hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian, đúng, mèo mung lớn, vật kia ngươi nên trả qua tới a. Tất nhiên tạm thời làm không được, Tần Trần cũng không có tiếp tục suy nghĩ mà là hướng về phía mèo mung lớn buông tay đạo, đồ vật gì. Mèo mung lớn sững sờ, trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn, ngươi nói xem. Tần Trần cười hít mắt nhìn xem nó, bản hoàng nào biết được đồ vật gì, không nói, bản hoàng mệt mỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Mèo mung lớn chỉ cảm thấy trong lòng lạnh sưu sưu, quay người liền muốn chạy, sưu. Tần Trần ngăn cản nó. Trợn nhìn nó một mắt, có thể đi, cuối cùng đem mấy thứ lấy tới a, Đừng giả ngu, ta nói chính là cừu gia chí bảo. Hắn mẹ nó, đây chính là bản hoàng thật vất vả mới lấy được bảo vật, tiểu tử ngươi quá mức A, à, luôn nhớ thương bảo vật của ta, có lương tâm hay không? Mèo mung lớn lập tức nhảy dựng lên, râu ri đều thổi dậy rồi, nó liền biết tần trần tiểu tử này bất an cái gì hảo tâm. Ta không có để cho ngươi đem huyết hải châu lấy ra đã quá tốt, máu kia hải châu, chính là dị ma tộc trọng bảo, ngươi cầm cũng liền cầm bất quá cừu gia trọng bảo ngươi muốn nó làm cái gì hơn nữa đây là cừu gia đồ vật tự nhiên muốn vật quy nguyên chủ còn cho như trăng cái gì gọi là cừu gia đồ vật đến rồi bản hoàng trong tay chính là bản hoàng đồ vật mèo mung lớn con ngươi đảo một vòng trừ phi ngươi đem đồ vật tới đổi đi ta về sau lấy thêm đồ vật để đổi ngươi trước đem cừu gia bảo vật trả qua tới lại nói tần trần im lặng mèo mung lớn cũng quá tham tiền một chút mình đã đáp ứng đem huyết hải châu cho nó không nghĩ tới còn ngại không đủ máu kia hải châu uy lực lạ thường tuyệt đối là một cái trọng bảo đây chính là ngươi nói a à, cho ngươi mèo mung lớn lười nhác cùng tần trần nói nhảm trận trắng mắt trực tiếp ném tới nó cũng biết cái này cừu gia trọng bảo không giao ra về sau nó có phiền phức thật là có khác phái không nhân tính nó nói lầm bầm tần trần tiếp nhận ngọc giác lập tức từng đạo đạo vận khí tức lan tràn ra đây tuyệt đối là một loại nào đó dị bảo nhận được ngọc giác tần trần sau đó lại tới như trăng căn phòng a à, trần thiểu như trăng đang cùng hồng trần đại trưởng lão trao đổi cái gì nhìn thấy tần trần tới vội vàng đứng lên như trăng trần thiểu vậy ta đi về trước hồng trần cùng đại trưởng lão mập mờ mắt nhìn hai người cơ như nguyệt mặt của nhất thời đỏ lên như trăng cái này ta giúp ngươi đeo lên chờ cơ hồng trần bọn hắn sau khi rời đi tần trần lấy ra ngọc giác cơ như nguyệt cùng tần trần gặp nhau hóa giải cừu da nguy nan lòng tràn đầy vui vẻ sớm đã quên đi hết thảy bây giờ thấy tần trần muốn cho nàng đồ vật hơn nữa còn là một loại nào đó ngọc bội gương mặt hơi đỏ lên đang chuẩn bị mở miệng lại nhìn thấy một quả này ngọc giác lập tức cơ như nguyệt cảm giác mình cùng cái này ngọc giác ở giữa sinh ra vô hình nào đó liên hệ trần thiểu đây là nàng có chút chấn kinh nói, cái này ngọc giác lại cho nàng một loại hết sức quen thuộc cảm giác, hơn nữa, nàng liếc mắt liền nhìn ra cái này ngọc giác tuyệt đối không phải thứ đơn giản gì, không thể coi thường, đây là các ngươi cừu gia trí bảo, nguyên lai tại cơ không cách nào trong tay, bây giờ tự nhiên muốn vật quy nguyên chủ. Tần Trần cười nói, nhà họ cơ chúng ta trí bảo, cơ như nguyệt kinh ngạc, không sai. Cái này ngọc giác đối với các ngươi người nhà họ cơ hẳn là sẽ không nhỏ ít lợi, ta tới cho ngươi đeo lên a. Tần Trần đem ngọc giác đeo ở như trăng trên thân, ngọc giác đeo lên phía sau, cơ như Nguyệt lập tức liền cảm nhận được một loại cực kỳ cảm giác thoải mái, tự hồ giờ khắc này, trong cơ thể nàng tạp chất đều tự động tiêu tan. Linh hồn đều ở đây không ngừng ngưng thực, đối với thiên địa quy tắc giữa cảm ngộ cũng là càng là rõ ràng thấu triệt, đúng là đồ tốt. Tần Trần cảm thán nói, mặc dù cơ như Nguyệt không nói gì thêm, nhưng mà cơ như Nguyệt cảm thụ, hắn đã từ cơ như nguyệt trên tay cảm thấy, Trần Thiểu, xử lý xong cừu gia sự tình phía sau, chúng ta sau đó muốn đi nơi nào. Cơ như nguyệt cùng Tần Trần nói hơn nửa ngày lời nói. Bây giờ mang lên trên ngọc giác, lúc này mới nhớ tới hỏi thăm Tần Trần dự định, bởi vì nàng biết Tần Trần chắc chắn sẽ không một mực chờ tại cừu gia, ta muốn đi phiêu miễu cung tìm thiên tuyết. Tần Trần đạo, hắn bây giờ lo lắng nhất, vẫn là thiên tuyết. Tư tư tại huyển Ma Tông sẽ không có vấn đề gì, nhưng thiên tuyết là quá nguy hiểm, ngươi muốn đi phiêu miễu cung. Cơ như nguyệt biến sắc. Phiêu miễu cung cường đại nàng tự nhiên có chỗ nghe thấy, đừng nhìn nàng cừu gia chính là ẩn thế gia tộc, chấp trưởng chấp pháp điện, đối ngoại cực kỳ đáng sợ cùng cường đại, có thế lúc trước, cơ như nguyệt cũng biết không ít thứ, cừu gia mặc dù có thể chấp trưởng chấp pháp điện, hết thảy đều là bởi vì phiêu miễu cung an bài, tại phiêu miễu cung trong mắt của. Nàng cừu da kỳ thực chính là một đầu phiêu miểu cung cẩu, có thế mặt da một dạng, hoàn toàn phải nghe theo phiêu miểu cung hiệu lệnh, đến nỗi cừu da cùng mặt da ở giữa tranh đấu, giống như là hai đầu cẩu tại giành ăn. Nếu như cừu da tổ địa là một vùng thung lũng, nguy hiểm trọng trọng lời nói, như vậy phiêu miểu cung chính là một mảnh vực sâu, có thế thôn phệ hết thảy. Mười cái cừu da đi qua, cũng có thể bị nuốt vào, thi cốt không còn, trần thiểu, cái này quá nguy hiểm cơ như nguyệt một mặt khẩn trương yên tâm đi ta tự có tính toán tần trần đạo đến lúc đó ta sẽ để cho cơ hồng trần mang ta cùng nhau đi vào không có việc gì ta cũng phải cùng ngươi cùng đi cơ như nguyệt vội vàng nói ngươi không thể lại bỏ xuống ta nếu như ngươi bỏ xuống ta dù là ta một người cũng muốn đi cơ như nguyệt kiên định nhìn xem tần trần nàng biết mình vô luận như thế nào khuyên Tần Trần cũng sẽ không buông mặt cho Thiên Tuyết mặc kệ, nhưng video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký.